hôm nay Elsa lớn và Elsa nhỏ sẽ thi câu cá nha. Rồi, hôm nay nữ hoàng Elsa và công chúa Elsa sẽ thi câu cá. Bé Bina sẽ là công chúa, còn chị Bí Đỡ sẽ là nữ hoàng. Rồi, chúng ta có 6 phút để câu. Để xem ai câu cá được nhiều hơn thì người đó sẽ chiến thắng. Rồi, nữ hoàng Elsa câu cá sẽ bỏ vào cái thau màu tím này. Rồi, bây giờ chúng ta hãy bắt đầu thôi. Yeah! 1, 2, 3, bắt đầu. Rồi, bé Vinet có dính cá không? Bé Vinet dính cá màu hồng, chị Bí Đỡ dính cá màu xanh. Rồi, mỗi đứa được một con cá bỏ vào thau luôn. Rồi, sắp dính cá màu vàng. Dính hay không? Vinet dính cá rồi. Màu hồng, chị Bí Đỡ dính cá màu vàng. Yay, rồi bỏ vào thau. Tiếp theo. Rồi, bé Vinet dính cá màu vàng nữa. Chị Bí Đỡ, rồi. Chị Bí Đỡ đang cố gắng câu một con màu hồng nhưng mà không có thấy đây. Rồi, màu cá, ủa cái này là con tôm mà không phải con cá. Rồi tôm không được tính nha. Rồi bây giờ tiếp tục. Vinet dính màu gì đây? Vinet dính màu xanh. Vinet dính màu xanh lá cây. Yay. Rồi mỗi đứa được một con nữa, bỏ vào thau luôn. Tiếp theo con nào đây? Màu hồng đâu rồi? Không có dính con nào hết. Rồi, Vinet sắp dính rồi. Vinet dính trước chị đã rồi, màu xanh. Chị đó cố gắng câu con màu xanh lá cây này, không biết có dính hay không đây. Sắp dính rồi. Trời ơi, dính bạch tuộc. Dính bạch tuộc rồi, không tính. Rồi bây giờ chúng ta hãy thử đổi phiếu bên này xem sao. Dính màu cam. Yay. Vinet có dính không? Vinet dính màu vàng. Wow, rất là nhiều bóng ở trong đây. Những cái bóng này nó sẽ che cá hết. Rồi, dính nữa hay không? Dính. Ủa, cái này là san hô mà. Rồi, dính san hô không tính. Dính, con dính rồi. Hả, con dính rồi hả? Cá của con màu gì nè? Màu hồng. Màu hồng hả? Wow. Hả, chị Vita dính một con nữa. Ủa, cái này là trái đậu. Sắp dính rồi hả? Rồi mèo Shepper làm gì vậy? Bị nó dính con nữa. Rồi bây giờ đến chị Bí Đỡ nha. Không biết dính con nào đây. Con màu hồng này thử xem sao. Trời ơi, không có dính. Những cái trái bóng này nó cản đường đây. Rồi dính. Ủa, bị nó dính rồi. Con dao màu vàng. Màu vàng hả? Wow, đẹp thế. Dính màu hồng. Bị nó dính con nữa. Con cá đẹp quá. Rồi giờ chị Bí Đỡ màu xanh này thử xem sao. Rồi Bí Đỡ sắp dính nữa. Rồi Bí Đỡ dính nữa. Chị Bí Đỡ dính luôn màu vàng. Ủa, rồi rớt lại rồi. Yes. Dính cá mập. Bí Đỡ cầu dính cá mập. Rồi chị Bí Đỡ lần này dính cá vàng. Yes. Rồi cá đâu hết rồi. Rồi dính lại với nhau luôn rồi, hai đứa dính lại với nhau rồi. Rồi gỡ ra. Hai cái dây cầu đã dính lại rồi. Rồi ra rồi. Tiếp tục nào. Vinet ơi, không thấy cá nào hết. Vinet, bên đó có không? Thấy ở đây một con cá màu xanh. Sao khó câu quá. Còn là bóng không à. Bên đây coi có không. Không thấy con nào hết. Dính, đằng này dính rồi. Không biết con cá gì đây. Yes. Rồi thử câu bên đây nha. Dính con cá màu vàng nữa. Rất đẹp các em. Cá này rất đẹp. Vinet có dính cá màu gì không? Yes. Rồi sắp dính. Dính một con cá màu vàng nữa. Không, cá màu cam. Vinet, cá này gọi là cái gì Vinet? Cá nóc không? Phải không các em? Không biết nữa. Dính cá vàng. Wow, Vinet cầu dính cá vàng. Dính cá xanh. Vinet dính cá xanh. Wow, đẹp quá. Dính cá vàng. Rồi, rổ cá của Vinet cũng rất nhiều và của chị Bí Đỡ cũng rất là nhiều luôn. Chị Bí Đỡ dính cá vàng nữa. Vinet câu dính cá vàng nữa. Hai đứa câu dính cá màu vàng hết.
Tiếp tục nào, cá đâu hết rồi, cá ơi, toàn là thấy bóng không à. Hình như mình đã câu hết rồi hả chị Peanut ơi? Hình như đã câu hết rồi, à đây còn đây. Trời ơi, dính cái trứng này không tính. Dính màu xanh, không biết phải con cá hay không. Trời ơi, dính một con vịt màu hồng. Peanut dính một con cá rồi, vịt không tính. Dính. Các em hãy vào và đăng ký thành viên trên kênh Good Morning Việt Nam tại cái nút màu đỏ góc phải màn hình đó các em. Đăng ký sẽ được miễn phí hoàn toàn, các em đừng lo nhé. Rồi, sắp hết giờ nha. 10 giây cuối cùng. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Hết giờ. Bây giờ chúng ta sẽ mang hai cái rổ cá này lên bàn và đếm thử xem nha. Xem coi ai là người chiến thắng đây. Hình như Peanut có nhiều cá hơn chị Peanut thì phải. Rồi bây giờ chúng ta hãy đếm thì mới biết được nha. 1 2 3 4 Cái này còn gì cá sấu không tính rồi. Mấy rồi, mấy rồi, 5 rồi. 5 6, 7, 8 9 10 11 12 13 Wow, 14 15 16 17 18 19 20 21 không? 22 23 23 con. Vậy Peanut cầu tất cả là 23 con đúng không Peanut? Dạ. Rồi bây giờ đến chị biết đỡ nha. 1 2 3 4 Ủa lộn, cái này cái trứng. Trứng không tính. Đây là cái trứng không tính để sang bên đây. Rồi 2 4 rồi phải không? Rồi đây con cá một. Đây là con vỏ sò không tính luôn. Xoài không tính luôn. Rồi chim cánh cụt luôn, không tính. Rồi toàn là không phải cá. Rồi ơi ớt nữa, không tính nữa rồi. Vậy là còn không được bao nhiêu cá, ăn ớt luôn. Bị nó ăn không? Không. Không không, rồi vào đây. Rồi đây một con cá nữa. Hình như là 6 rồi, phải không? 5 rồi. Đây cá 6. Rồi đây nữa, cá màu xanh. Đây cá màu lá cây. Đây cá gì đây không biết nữa. Đây con có màu hồng đây. Peanut nói cái này không tính. Cái này cái gì Peanut? Đập tuột mà, phải không? Hồng. Cái đó là gì? A sea monster. À, đây con rùa nữa nè. Rùa này không tính đúng không? Dạ hồng. Rồi đây con cá nữa đây. Con cá màu vàng. Vô vào đây. Cá này cái màu xanh. Lát nữa Peanut đếm nha. Cái đây là hai con tôm, hai con tôm hùm không tính luôn. Trời ơi, bỏ ra hết rồi, không còn lại bao nhiêu cá hết. Đây một con cá nữa. Và đây một con gì Peanut? Bạch tuộc không tính luôn. Rồi bây giờ đếm thôi. Đếm lại nha. Rồi một. Nó Peanut chứ gì vậy? À cái này không phải cá. Ok đếm lại. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 con. Mẹ giỏi quá. Hả, cảm ơn Peanut nha. Peanut khen chị Peanut giỏi. Nhưng mà chị Peanut đã thua rồi. Peanut tới 23 con lận mà đúng không? Trời, thua rồi. Rồi, chị Peanut đã thua rồi. Vì vậy bạn Peanut sẽ được chơi bất ngờ. Chị Peanut không có được chơi bất ngờ. That's great. Ok, bây giờ lấy được chơi bất ngờ cho bạn Peanut nha. Ok, được chơi bất ngờ các bạn Peanut đây. Mở mắt ra. Wow. What is it? Cho các bạn xem. Đây là một chiếc xe hơi pop up. Có ba que kẹo ở trong đây. Wow, rất là dễ thương. I already have candy. Sao không?
Rồi, Bin Nếp mở ra cho các bạn xem đi. Mình thích kẹo. Ồ, Bin Nếp thích kẹo hả? Ăn kẹo nhiều thư răng đó. Wow, trong đây có 3 que kẹo không Bin Nếp? Rồi, cho các bạn xem nào, lấy ra được rồi đó. 1, 2 và 3, giơ tay giơ lên cao cho các bạn xem. Rồi, đúng rồi, 3 que kẹo, rồi chiếc xe màu vàng nữa. Đẹp quá. Like, yeah, hey. Like the Disney car phải không? Yeah. Xe hơi Disney luôn, cho các bạn xem xe nào. Tập tập tập. Đúng rồi. Wow. Đẹp quá. I wanna give some of these to that. Bỏ kẹo vào cho Daddy thử cho bạn xem thử xem. Có kẹo vô vậy đó hả? Wow, tuyệt vời. Video cô gái giải trí của chị Bí Đỏ và bé Peanut đến đây là hết rồi. Nếu các em muốn chị Bí Đỏ và bé Peanut tiếp tục làm những video ngoài trời, câu cá giải trí hoặc các hoạt động ngoài trời khác thì hãy bình luận và cho chị Bí Đỏ biết nha. Các bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhanh tay lên nhấp vào nút đăng ký màu đỏ ở góc bên phải màn hình đó các em, để nhận được thông báo khi chị Bí Đỏ và bé Peanut ra video mới nha. Còn bây giờ chị Bí Đỏ và bé Peanut muốn chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em. Bye. Bye. Các em hãy nhấp vào những bức hình ở cuối video để xem những video khác nha.